Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ giải tiếp project về cái này. Các bạn, project về một cái điều khoản lực. Thì bạn đang là chủ tịch tập đoàn bên lực nào đó, bạn đang viết cái quy trình để cất giữ trong kho bãi các bạn cho công nhân. Thì đây có tổng cộng là 5 task nha, 5 task. Mình sẽ làm tương tự đây. Thì task số 1 như sau, hãy thêm vào cái nội dung content là nội dung, bạn add là thêm vào nội dung của cái file là legal stuff .docx. Đó ít là file gì bạn? Là file Word các bạn. Cái Word này nằm ở trong thư mục document sau cái chữ đó là the frequency bằng of inspection. Nhân dân thì nó sau cái chữ này, nếu bạn sau cái câu này. Sau cái câu này. Và trước cái câu đó là you are not nhân dân. Đó, thì trước đây có một khoảng trống. Thì khoảng trống này cho mình điền vào các bạn, để cho bạn điền vào đó. Rồi, bạn thêm vào. Thì trường hợp không có khoảng trống thì bạn để trước chữ for you các bạn. Không có thì bạn để trước vô, còn có khoảng trống thì bạn điền khoảng trống này vô. Rồi, ở đây bạn sẽ chọn insert. Insert, rồi bạn chọn offset sổ xuống nha, bạn chọn test from file. File nào phải Word là chọn đây hết. Lưu ý nha, cái nào Word là chọn đây hết. Rồi, bạn chọn legal status trong thư mục document nè, thư mục document chọn legal status. Bấm nút insert thì nó tự động điền vào trong đây. Đó, đơn giản vậy ha, điền vào trong đây. Đó, mình đã xong task số 1. Chuyển qua task số 2. Tại cái vị trí là cái văn bản mà cái ghi chú bạn, cái ghi chú bạn gần cuối đường văn bản. Ghi chú là chỉ cái nghiêng nè, nó bình thường này, tự nhiên ai cũng tự nhiên ghi chú nghiêng nè. Thì cái đó là internal you refer to item gì nè, nó refer you nè, đoạn này. Thì nó nói là hãy thêm, add là thêm vào một cái bookmark tên là internal. Internal tại vị trí bắt đầu của đoạn đoạn văn. Thì điểm bắt đầu ở chỗ này, nếu mà trước cái dấu nháy nháy này, điểm bắt đầu nháy nháy chỗ này, thì bạn sẽ thêm một cái bookmark tên là internal vào trong đây ha, thêm vào. Thì bạn sẽ vào chức năng là insert. Và chỗ link bạn sẽ có thấy chữ bookmark ha bạn, bạn đánh vào đây. Rồi bạn sẽ gõ cái tên yêu cầu của mình đó là internal. Và ấn nút thêm vào. Đó, như vậy bạn đã thêm internal vào trong đây rồi. Thì cái này có lợi gì? Ví dụ như khi mà bạn đọc văn bản, bạn đọc đang không hiểu đang nói gì, nhưng mà không biết mình đang đọc tới internal tới chỗ đó thôi, không nhớ lắm, thì bạn sẽ vào bookmark nè. Bạn thấy có chữ nè, bạn bấm go to thì nó sẽ di chuyển đến chỗ mà bạn đã bookmark trước đó. Như vậy bạn sẽ không bị mất dấu cái chỗ mà mình đang đọc tới, đúng không bạn? Đó. Thì mình đã đọc tới đây internal. Rồi, như vậy mình đã hoàn thành task số 2, mình chuyển qua task số 3 nha. Task số 3 như sau, áp dụng black and white các bạn. Work document formatting style, tức là định dạng cho toàn bộ tài liệu của mình vào tài liệu này. Thì làm sao để áp dụng vào trong đây? Thì mình sẽ có vào chức năng là design, là thiết kế các bạn. Thì mình sẽ có một cái menu đó là document formatting các bạn. Và bạn ấn sổ xuống, bạn sẽ lựa đúng cái style mà mình yêu cầu. Này, đây có nhiều style black and white lắm nha. Đây, black and white đây. Đó, black and white luôn nè. Black and white luôn nè. Thì mình sẽ lựa đúng black and white work nha. Đừng có lựa sai nha, lựa đúng nha. Rồi bấm vào. Thì tự động toàn bộ tài liệu của văn bản của mình đã được thay đổi cho giống với style này. Đó, như vậy nha. Rồi, chuyển qua task tiếp theo. Task số 4. Task số 4 như sau. Hãy tạo một cái bullet từ cái đoạn văn ở trang số 2. Đó là bắt đầu từ Invency of Go Patron gì đó bạn, như vậy. Thì bạn sẽ tìm đoạn văn này. Thì làm sao để tìm? Bạn sẽ đọc hoặc là bạn sẽ vào tìm file, bạn gõ vào cho nó nhanh. Nếu bạn không biết mình có gõ sai, có gõ sai nha bạn. Để từ mình sẽ gõ lại nha. Đây, gõ sai chỗ này. Này, đó mình đã tìm ra đoạn văn này. Và đến cái parking lot will be enriched. Đó, mình sẽ tìm chỗ này.
bò đen nha. Đó, bò đen rồi. Rồi tạ ha. Tạ ha. Đó, giờ mình đã tìm được cái đoạn văn này rồi. Thì đề bài kêu là nó tạo thành bullet. Thì bullet là gì? Là những liệt kê ý có dấu chấm đen nếu mà. Giờ mình sẽ vào chức năng là home paragraph. Ở đây có cái chức năng là bullet, bạn ấn vào một phát. Như vậy mình đã tạo được một danh sách bullet cho cái này. Được chưa bạn? Mình đã hoàn thành task số 4 các bạn. Chuyển qua task số cuối cùng. Task cuối cùng là apply, là áp dụng a pin. Pin là màu gì bạn? Là màu hồng. Highlight màu hồng cho cái đoạn văn là không copy hoặc là cái gì đó cho cái gần trên trang trên trùng. Thì ở đây mình sẽ tìm cái chữ này, một là bạn search, hai là bạn tìm ở trên gần trên trang trên cùng là đoạn này. Vậy mình sẽ highlight nó màu màu pins, nếu mà màu pins chỗ đây bạn bấm xóa xuống và bạn lựa cái màu yêu cầu của mình, nó là màu pins màu hồng, nếu bạn bấm vô thì màu nam tính đây đó. Như vậy cái đoạn văn của mình đã được highlight màu pins đó. Như vậy rồi set của mình đã hoàn thành. Hy vọng các bạn sẽ làm rất là dễ dàng cho rồi set này. Rồi, xin chào.